Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình review cái ổ bánh mì bơ mua 10.000 mọi người. Ăn thử xem sao nha mọi người. Họ có cái loại mà không bơ nữa mọi người, cũng 10.000 luôn. Giờ mình thử xem sao nha mọi người, để mình xé ra cái nha. Xé mạnh bánh hơi mớp tí xíu mọi người ơi. Đó, rồi giờ mình dùng thử nha mọi người, thử ở ngon nha mọi người. Ổ này bánh mì bơ 10.000. Ngon rồi, cũng ngon, có bơ bơ béo. Có cái loại không bơ nữa mọi người. Cũng giá cũng vậy luôn. Mời các bạn ăn nha. Mời mọi người ăn nha. Ngon không? Cũng ngon. Cũng được. Món này mua nít ăn cũng được nha mọi người. Người già ăn được. Người lớn tuổi ăn cũng được. Món này có thể làm kinh doanh nha mọi người. Bánh mì nếu mà làm kinh doanh loại bánh mì mình nên làm nhiều loại nha mọi người. Hoặc bạn nào không biết làm thì có thể mua về bán. Lấy gì mình bán. Ngon mọi người. Món này mua cho mấy đứa trẻ nó ăn được á. Mì có bơ. Món này cũng thể có làm kinh doanh được nhưng mà mọi người. Bạn nào làm loại mì thế vậy, có thể làm cái món thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha. Nói chung món này đánh giá cũng được mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.